chào các bác nhá. Hiện tại em đang có mặt ở sân bay Bangkok của Thái Lan. Hôm nay em sẽ gặp một số chuyên gia nuôi cấu của Thái Lan để update cho con chuột. Thời gian vừa qua thì con chuột ra mắt được anh em ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà chính bản thân em test hơn nửa năm cũng không phát hiện ra cái lỗi này. Mặc dù khá là nhạy cả nhưng mà cực kỳ tai hại, nó đã bị reset các bác ạ. Cái lớp mà titan thì cực kỳ khó reset, nhưng mà không hiểu lý do tại vì sao mà trên con chuột nó lại reset rất là nhanh. Mặc dù cái thép để mà làm lên cái lưỡi con chuột cũng là loại cực kỳ tốt rồi. Chuyến này mình qua đấy để tìm để gặp một anh bạn người Thái Lan của mình. Anh này rất giỏi về cái vấn đề sản xuất làm những cái con môi hới. Mình sẽ hỏi, phải sẽ nhờ anh tư vấn là lý do tại vì sao mà con chuột bị reset để khắc phục cái nhược điểm này một cách triệt để nhất có thể nhá. Đồng hành với mình hôm nay là chị Minh, chị sẽ làm phiên dịch viên cho mình. Chị Minh là có ở Thái á, chị ở Thái 10 năm thôi đúng không? Ok. Thì tí nữa em nói cái chị thì chị cứ phiên dịch lại y như thế đó được, chị đừng có chửi họ lại được. Ok. Chào các bác nha, em đang ở thủ phủ đô câu Helmet của Thái Lan. Ở trong này thì người ta đang sản xuất con chuột lơ cá. Vào đây xem. Bây giờ em sẽ quay cho các bác quy trình làm một con chuột lơ cá sẽ như thế nào nhá. Thủ công 100% luôn. Ở Việt Nam á, người ta dùng cái lưỡi này của anh rất là nhiều, nhưng mà không hiểu lý do tại vì sao mà cứ dùng một thời gian ngắn thì nó bị reset. Em thấy ở Thái Lan á, có nhiều con môi rất là tốt, không bị cái tình trạng reset này, nhưng mà tại sao anh Tún anh làm cho em một con môi mà lại bị cái tình trạng này? มันเป็นวิธีการใหม่อ่ะน่าจะเป็นเพราะความร้อนผมใช้หล่อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องถลอกเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบเดิมคือพันให้ได้กลัวพันแล้วก็ cách thức mới anh ấy làm tức là anh ấy làm bằng cái sức nóng và cái sức nóng này nó làm nó quá cái nhiệt độ người ta nó làm cho dỉ xét á. Bây giờ anh ấy sẽ thay đổi cái cách tức là đấy là lần đầu tiên anh ấy làm cái kiểu này á chị? Không, anh đã thử nghiệm qua rồi, nhưng mà cái này nó xảy ra sau 2 tháng phải không? Đúng rồi, tầm 1-2 tháng thì nó không bị á. Chị hỏi anh là tại sao là anh mới chỉ thử nghiệm 1-2 tháng mà anh giảm đứa cho mình bán ra cái sản phẩm như này? Khó thảm mà thằng này thì khê lịt mà khê đường 2 đường à.
ดลองยังไม่นานทำไมอ่ะพี่ปล่อยให้เขาขายน่าจะเป็นเพราะว่าเราผลิตแล้วเราขายเลยมันเป็นนิวโมเดลของเราด้วยระยะเวลาในการผลิตและส่งขายเราอ่ะมันไม่ยาวพอที่จะทราบเรื่องปัญหานี้จะไป vì vấn đề do là cái này là model mới mà anh ấy làm ra thì cái vấn đề khi mà mới bán được 1-2 tháng nó chưa có cái phản hồi về cái chất lượng mà nó bị ảnh hưởng ấy thì ra anh ấy mới bán cho mình thì vì cái bản phản hồi trong 1-2 tháng đầu khi anh bán thì nó chưa có vấn đề gì cả cho nên anh không biết là nó bị vấn đề như vậy nên anh mới bán cho em. Chị nói với anh Tuấn này, cái vấn đề này làm cho em thiệt hại rất là lớn. Và bây giờ em muốn anh Tuấn đưa ra phương án khắc phục ngay lập tức để em mang những cái sản phẩm này về Việt Nam đưa đến tay người dùng. Bạn hả như thăm hay khẩu sĩ hả nhớ mang hả thì còn như khẩu giặc hay thì hả biết thì kè khải hay khẩu đều thích sụt khẩu sẽ đai nằm xỉnh khá cặp mà thì Việt Nam khải. Thà bương tôn thà kè hay liều thích sụt thì bóng phiền nữa. Vì thì cán mày เพื่อให้จำหน่ายได้ปกติก่อนเพราะคือไม่มีผลกับการใช้งานหรอกแต่แค่เราก็เปลี่ยนกลับมาใช้รูปแบบพันเหมือนเดิมก็มาเจอเวลา hiện tại là hay nhất là bây giờ anh sẽ nghĩ cái cách thức mà làm cái chì này lại theo kiểu khác ngay lập tức cho em ปัญหามันน่าจะเป็นเพราะว่าคูเทแล้วแก๊กนาวล้นจีก็คือว่าวิธีอะไรอะคะพี่ก็พันวิธีพันหรือไม่ก็ใช้แบบตะกวนนี่ไปดูไอ้ที่จะเป็นตุ๊กตาตัวไปดูไอ้จะมีสองผสมอย่างขนจีแทนตัวนี้ไงหรือว่าไอ้ที่แสบจะทำแบบนี้กับนี่แล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอันก็จักจันละไอ้กวนในหรือละไอ้จับของอันเพื่อหน่อยอะละ đảm bảo không bị cái tình trạng mà nóng rồi reset như vừa rồi nữa không? พี่แน่ใจไหมว่าการที่แก้ไขของเราอ่ะมันจะได้ผล bây giờ em muốn sự chắc chắn không muốn gì nói xuống đó อยากได้แบบชัวร์ค่ะผมก็คิดว่ามันเป็นเพราะว่าวิธีการผลิตรูปแบบใหม่นี่แหละเพราะว่าเรามันเป็นความร้อน new design มันเป็นความร้อนด้วยมันก็เลยถลอกอาจจะเป็นเพราะว่าสารเคลือบตัวนี้มันทนความร้อนแบบนี้ไม่ได้tức là anh ấy nói là chắc là do cái design mới của anh ấy nghĩ ra ấy mà làm thì cái độ nóng làm cho hỏng cái phủ mồng nó không chịu được cái độ nóng cao như thế. Thà không có ความร้อนมาเนี่ยมันไม่มีปัญหา nếu như mà không có sức nóng đó thì nó không có vấn đề. เพราะว่าเราผลิตแบบนี้มานานแล้ว tại vì anh ấy đã sản xuất cái này rất nhiều năm rồi. tức là ở Thái Lan người ta dùng toàn là củ này đúng không? ก็คืออยู่ที่ไทยเขาใช้เป็นสีนี้เยอะอยู่ใช่ไหมคะพี่ใช่muốn trong 10-15 ngày tới anh sản xuất với cái mẫu cuộn tay này mấy chục nghìn con để em mang về Việt Nam tặng lại cho anh em Việt Nam vì là vừa rồi người ta dùng hàng reset quá nhiều người ta phản ánh giờ em phải tặng cái này cho người ta. OK. OK. 10-15 ngày anh có làm kịp không khoảng khoảng 30,000 con OK mấy? ประมาณ 30,000 ตัว 15 วัน 30,000 ตัวมาโอเคไหมโอเค 15 วัน 15 วัน 30,000 ตัวโอเคโอเคลองไปลำไง không ăn mà có hiểu gì đâu mà mấy thì Lung sẽ làm chậm cho mình thấy. Ta sẽ lấy những cái hạt bụi ra, những cái bong bóng nữa, chấm nổ những cái bong bóng. Ai? Yeah. Ai à? Ok. Ok. Yeah. You see? Yeah. Push. Yeah. Push. Bây giờ đi.
Tức là bổ sung một ít cao su vào đây. Mình dịch chuẩn nó ngon, nó ngắn ngắn, mình dịch dài lắm. Ok, mình sẽ thử một con. À. Mình thấy họ làm rất là chậm. Một lần là bán nhịp. Thì chưa? Chưa? À, đây có cái bỏng khí này. Thấy không? Đó. Nhúng vào cái này. Ok. Con này là con lồi các bác nhá. Em thử, em béo béo. Đây có cái bóng này, chọc thùng bóng. Thank you.
thêm nữa thôi. Không, nhiều quả rồi, bớt ra tí. Chuẩn bị cho bạn chuột lơ cá không reset nhá.